vô miếng rác. Em chào hello. Ông xã. Dạ. Cho hiện nguyên hình đi nha. Baby production. Có đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, muốn thương vì nếu em có và không đi tiếp thì có lẽ em chẳng muốn kim nhường vui con đường đó. Có phải anh bỏ là nỗi đau? Là khi chấp nhận làm trội không hoàn hảo, cũng do ngốc mà thôi. Đã biết là do không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết để vĩ là nói dai? Cũng có lúc em bị trầm cảm, một người em quen cứ anh đi mất. Em có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay xin đó là trò đùa? Cũng nhiều bài hát anh gọi tên em ở trong nhận thức anh thường hứa. Ở nếu lời hứa mà em từng hứa với anh hôm qua là dư thừa, anh cứ phủ như chưa từng nghe một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng em không với em, nhưng anh lại yêu một người khác mà. Là ba mũi dao biết như vậy mà vẫn đổi chán, sao có thể cho em buồn và chia tay em trong dứt khoát như để cấm anh làm sao? Thật đi thương vì trong thế giới này em cấm anh nói những khi đang trong vòng tay người khác, và em cấm anh nhìn vào em mà đôi mắt em không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên mà lúc nào cũng nghĩ đến em. So sánh anh tốt hơn những việc em làm vì anh chưa hiểu được hết cái này của anh. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi anh không còn là người ấy. Nè, lên hoài miễn phí cho em đi nha. Có vỗ tay, có yêu đương gì thì lên tim đi cho nghe tiếng cho hưng phấn cái rồi. Tại sao không inbox được? Ai cũng inbox được, tại sao em không inbox được? À, chị nhớ em rồi. À, hình như là em là con bé ở ngoài Bắc đúng không? Tại vì chị có kết bạn, nhưng mà nó không cho chị kết bạn, nó cho chị follow. Có nghĩa là em không cho chị kết bạn, mà em cho chị follow. Quên hát.
Nên 19 tuổi là kẻ thu cuộc ở trong tình cảm chỉ biết nấp sâu trong bóng tối. Khi kim đồng hồ có bao nhiêu thứ thời gian trong ngày không mong đợi, và chính là đây khoảng thời gian mà chỉ riêng mình em với em vẫn lại cực kỳ. Dù cứ nghĩ bình minh có lẽ sẽ tới nhanh, cái dòng trạng thái mà em đã đang chỉ muốn một người bắt tay nó. Trong khi đó thì bên đường anh là instant code cho ai đó. Không thường này nói chơi, em yêu anh yêu nó, còn nó thì chẳng quan tâm bỏ mặt anh thức khuya vậy đó. Bởi ngỏ đi tốt để đi về dòng như ngập tình rồi lại xóa. Em phải ghi gì, quan tâm thế nào thì với tư cách người thứ ba. Em nên im lặng nhiều biết anh buồn khi tự trách móc mình hơn. Ờ đúng rồi nha. Em không biết phía sau màn hình có phải những giọt nước mắt, chỉ đoán điều đó qua điện thoại hơn tự kỷ tự anh ngay trước mặt. Phải làm sao đây, chỉ muốn anh đừng như vậy nữa. Em chỉ biết gửi của anh bằng cả chân tình gối gọn trong bốn chữ là đừng. Thì cứ ráp, thì cứ hát hát xong rồi in in như vậy nè. Xong một hồi muốn nhai luôn cái mic vậy á. Có không giữ mối đường tìm hả? Nếu không muốn giữ cuộc tình này thì em hãy nói ra đi. Đúng không? Rất tiếc bài đó mình không biết hát. Tại vì bài đó là con nam. Để tí nữa mình thử nha. Thử nha, tại trước giờ chưa hát lần nào hết. Phố về đêm, vẫn một mình em lang thang, giữ lại trong lòng những nỗi đau vì ai em đang mang. Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu trái tim trạng thức của người luôn bị phải vượt bờ vì tình yêu. Em không mạnh mẽ như anh thấy và không yếu đuối như anh nghĩ. Em chỉ là em một người cảm hứng là nghệ sĩ, một người nghệ sĩ thật cô đơn. Quá khứ dây phò trong đau đớn, trong lòng cảm có lẽ sẽ tốt hơn. Anh buồn xoay của thân xác trên em nhầm lấy nhiều thêm. Em thấy nụ cười anh thay vào đó là không được giả tạo như lúc trước, vì họ là thứ anh đánh mất. Em chỉ biết người theo đuổi anh vì em biết em không bằng họ. Sự thật không thể thay đổi. Nghe lớn chưa? Để cho đó không sẽ như anh thấy. Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương thì sao?
nghĩa ở trong bài hát của em thường gọi là yêu xa. Em vẫn gọi anh là gió vì đặc biệt đến khó tả. Khi đi rồi thì mãi không về, muốn một gió cũng khó ha. Với em thì mỗi khi em viết những lời nhạc, nếu cứ chờ sẽ có hy vọng phải không nói em biết. Đừng im lặng vì em không hiểu những gì anh đang nghĩ. Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm phải không? Vẫn tự chủ không làm theo ý chí, kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương, có duyên phận sao? Hai từ đó anh và em chưa tin một lần nào, cứ vui đùa ở bên người khác, em đau thế nào? Như một thói quen rồi anh ạ, đâu cũng chẳng sao. Ngự trị ở trong lòng em bây giờ một nỗi buồn rất lớn, đâu phải là anh chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn, muốn quay về với biển xanh, thấy thật to cho anh biết, em không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ phải nói lời tạm. Trong lòng em không cam, vẫn chưa trả đủ, trả nụ cười, trả nước mắt bất chấp anh cho là em yêu. Một vì yêu, một vì ai mối, để khi gặp nhau trên đường đời đừng quay mặt mà mỉm cười. Em không được khóc thêm vì cả thì cũng không được, những gì từng hứa với anh ngày xưa tất nhiên em làm được. Tin em đi, em ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió đừng tìm em và gieo yêu thương. Em không phải là người đó, em thích là người thứ ba, người thay thế bắt em thay vị trí của họ thực sự thể. Người thứ ba giúp anh nhận ra yêu ai đó như thế nào, người thứ ba hoàn hảo ở sau lưng anh với nụ cười giả tạo. Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được, anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược. Thua hay là thắng chỉ có một duy nhất thôi, cho hay là nhận, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Có thể em sẽ yêu đương một lần nữa, em chúc người yêu mình hạnh phúc. Với anh khác hơn em đừng bao giờ ngã gục. Gió hiện tại, gió trôi, gió bay mộng gặp bốn phương, vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không? Đó là khi thấy lớn trải rộng trời cao vô tình chợt bật khóc. Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em nhẹ? Đó là lúc anh nên tránh xa vì em không muốn phải thương hại. Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em ích kỷ? Đó là lúc mỗi ngày anh ghi vào tim anh ơi anh về đi. Bây giờ không có bút viết ở đây, tại vì có bảng nè, ở đây có bảng, nhưng mà viết thì hết trơn mực rồi, tôi không có làm được. Bây giờ nè, ngày mai tôi có show như là 8 giờ hay gì á. Trong phòng này giờ chỉ toàn là mic với lại cái này nè. Rồi, ngày mai nha. Mình hẹn mọi người ngày mai là 8 giờ. Ngày mai mới làm hết được. Dạ, tại cái khăm bữa nay nó ảo. Tại phòng room 778 nha. Hôm nay là 777, ngày mai là 778. Mà nói thiệt chứ, hát bài buồn xong cái tuột mem giả mang luôn á. Xin hiện nguyên hình cái nha. Đang uống xịt tin. Rồi, chào đặng nhân Sky xin tục nha. Hát bài buồn xong cái hát bài tuột mem là... Mọi người cho em chơi. Em chào anh Min, chào anh Diệu. Chào Rabi nha. Sục sịch bữa giờ. Đó mọi người, bài này là bài gì? Cứ quên anh về đi. Người xa xưa tan ái ớt mây trôi, những môi hôn kìm sâu. Ủa bài này có người hát rồi. Tôi phải kiếm beat mà có một mình tôi á, tôi mới chịu. Như vậy tôi mới chịu.
sau. Còn đâu đâu không tìm đâu, cứ xa anh vậy đi. Đừng mơ sợ kia dẫn lối đôi chân lẻ loi. Yeah, oh, oh. Anh lẻ loi. Làm nhớ trong. Làm trong điện thoại làm sao? Em làm tim, anh làm vui. Ít lời quá ta. Đợi tí. Alo. Chị đến đâu vậy? Lê Khánh Tôn ở đâu vậy? Ủa sao đó? Em tưởng chị lên yên chứ. Là nghe ba. Là nghe Không phải mình cho công chúa. Là nghe ba cái nha. Ba cái ngay chạy lên, nghe Nguyễn Tiểu Lan chạy lên nữa, quẹo vô đầu Nguyễn Tiểu Lan. Không, thì cái khúc lên nằm xe á. Tại vì 7 giờ là em diễn xong đang ra đó nha. Alo, xin lỗi mọi người nha. Em biết mình đến, anh biết mình đến sau hả? Em chưa có biết cái bài đó. Đúng rồi. Vì anh là gió. Rồi tôi cũng không biết bài đó luôn. Trời ơi, tôi chào Đặng Ca Sinh Tùng nha. Chào Xuân Thắng nha. Thả gió. Thả giáo nghe quen á. Quen lắm luôn á. Không biết hát. Hồng Của Đá. Không có nữa. Mà bây giờ hát đi. Ráp tụt em kìa. Buồn dễ sợ. Tại sao gì? Em đừng đi. Chào kinh, chào kinh lớp nha. Vợ người ta công nhân qua rồi từ từ. từ. Cái này là bên là idol bên 778. Bảy 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 cũng mấy show rồi đó, mà tại mọi người không thấy thôi. Yêu nhau cho nhau đừng đua, nồng ấm ân ái hơn nhau. Còn đâu bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ, trôi như bay bay về tận cuối phương trời đau. Bao đêm em mơ đời ngày mai, ngập ứa trọn tim. Cảm ơn Xuân Thắng nha. Một hộp linh hoạt.
không vậy? Bị đứng chưa? Huy thấy Huy chưa? Ủa quên, đang thấy.